Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu giấy phép xây dựng chính. Thì nhà này giấy hồng thổ cư, giấy phép xây dựng chính thì chủ mới cắt xong hoàn thiện, có nhu cầu bán thì quý cô chú anh chị em nào tìm nhà tham khảo căn này, giá dao động dưới 2 tỷ ha. Một trệt một lầu, một phòng khách, gian bếp, 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Có phòng ngủ ở tầng trệt, nhà rất là cao ráo, thoáng mát căn nhà, nhà mới 100% luôn. Độ giới trước nhà, lộ giới thì 4 mét, xe ô tô gì tới vị trí nhà có thể đậu trong nhà được luôn. Thì đây là phía phòng khách, thì quý cô chú anh chị em mình quan tâm đến coi thực tế. Sân phía trước là khoảng 5 mét, rất là rộng rãi. Đây cái sân phía trước của căn nhà mình đây, rất là rộng rãi, có thể đậu xe ô tô trong nhà thoải mái luôn. Trồng kiểng các thứ rất là đẹp luôn. Căn nhà, một căn nhà khá là lý tưởng khi quý cô chú anh chị em mình mua về ở, đi làm việc học tập gì ha, về nghỉ ngơi thoáng mát yên bình luôn. Thì nhà cửa khu vực rất là đông đúc, thì không gian phòng khách, hết phòng khách thì tới nhà vệ sinh và kệ bếp, thì âm tường 2 tầng gỗ bên rất là chắc chắn luôn. Phòng ngủ ở phía sau cùng, thì nhà này ở phía sau là có một con đường đi nữa nha, xe ô tô nó về tới cái góc hè sau luôn. Phòng ngủ thì bề ngang 4 mét, chiều qua thì 3 mét. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến nhà này thì mình đến coi thực tế. Căn nhà dán gạch lên 1m2 toàn căn nhà đó, ở sau có chiếc 4 chỗ nè, nó đậu 4 chỗ. Dãy nhà phía sau này nghe đó, dãy nhà này quay mặt lên phía sau có đường đi 4 mét ở phía sau này nữa ha. Ở phía sau mình là mua nguyên một dãy nhà ở phía sau luôn, cửa phòng cửa gỗ hết. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến nhà này thì mình đến coi thực tế. Khi duyệt gặp chủ mình thương lượng mua bán trực tiếp với chủ ha. Ở không gian phòng bếp thì có che bức tranh 3D rất là đẹp luôn. Thì căn nhà này tọa lạc ở khu vực phường Trường Thạnh, quận Cái Răng, gần đường 925, cách đường 925 đâu đó tầm khoảng 150 mét, cách chợ số 10 đâu đó tầm khoảng 800 mét là tới chợ số 10. Thì 800 mét là đầy đủ tiện ích hết. Đại học Võ Trường Toản thì khoảng 150 km. Nhà cất rất là cao ráo luôn, ở trên tầng lầu cũng dán gạch lên 1m2 toàn căn nhà. Thì mỗi phòng thì chủ có trang bị một bức tranh nữa. Đây là phía trong phòng. Chiều cao của căn nhà rất là cao, rất là thoáng mát luôn. Đây, lên đây quay cái xe hơi mới rõ hơn này. Phía sau nhà mình là có xe hơi đậu luôn đó. Dữ dàng chưa? Quay cửa ra phía sau nè. Đây là khu dân cư. Thì còn cái phòng phía trong này rất là rộng rãi luôn nè. Ở phía sau mình còn dãy nhà phía sau. Nhà thì dán gạch lên 1m2, có cửa sau rồi luôn nè, có cửa sổ, phòng nào có cửa sổ hết trơn. Rất là tốn căn nhà này. Đây, lớp nhà ở phía sau nhà mình nè ha. Đường ở phía sau này cũng 4m luôn. Nó nhìn ra cái dãy nhà xích ngoài kia đi xíu là đường 925, gần bệnh viện số 10, gần vô chợ Cái Chanh, đi vô nữa thì tới chợ Cái Chanh nha. Cách chợ Cái Chanh khoảng 2 km. Trên đây thì hai phòng ngủ chính và một toilet nằm ở ngoài. Còn phòng ngủ ở phía trước này, nếu gia đình mình không có thờ cúng là 4 phòng ngủ, còn có thờ cúng mình làm thờ cúng ở đây là phòng ngủ luôn, ở đây cũng được, có cửa đồ chân đầy đủ ha. Đây là phòng phía trước của căn nhà. Nhà rất là rộng rãi thoải mái.
Đây hành lang ban công phía trước luôn không, trồng hai bụi dừa tích trịch hết trơn. Đây là phía trước của căn nhà mình nè đó. Nhà cửa dài qua bên kia thì cũng rất là đông đúc luôn, gạo vẫn. Thì quý cô chú anh chị nào quan tâm thì mình đến coi thực tế khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Giá dao động chỉ có 1 tỷ 970, giá còn thương lượng. Mình coi nhà vừa ý xong trực tiếp gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0396 400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi. Đường này ô tô về tới vị trí nhà, đậu trong nhà được luôn. Cách chợ số 10 chỉ 800m là đầy đủ tiện ích. Thì để xuống sẽ quay cái đường đi ra cho quý cô chú anh chị em mình xem ha. Đây là cái cầu thang lên xuống thì nó cũng rất là rộng rãi. Nhà cất rất là cao ráo, thoáng mát căn nhà, ở thoải mái luôn. Diện tích bề ngang 4 x 20 thì 80m2 trên giấy, sử dụng một trệt một lầu thì khoảng 120m2, pháp lý là sổ hồng thổ cư, giấy phép xây dựng chính. Nhà khá là lý tưởng, khu vực này nhà rất là đông đúc luôn. Thì mẫu nhà này thì cất nguyên cái lốc này là mẫu nhà thế này ha, thì cất rất là kiên cố, rất là chắc chắn. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì mình đến coi thực tế. Dưới dạ cầu thang mình có trưng bày tủ rượu gì đầy đủ ha. Thì để đóng cửa lại sẽ chạy cái đường đi ra cho quý cô chú anh chị em xem cái đường đi ra luôn. Đường đi ra thì chúng đang cũng chuẩn bị làm lộ bê tông 4m, hiện thời nó đang đổ đá bụi nha, đang đổ đá bụi. Đây là phía trước của căn nhà nè, rất là rộng, cái sân khoảng 5m, đậu xe ô tô trong nhà thoải mái luôn. Đó, mặt tiền ở phía trước thì ở dưới thì dán gạch từ dưới lên trên. Ở trên thì làm kiểu cọ hoa văn rồi ha. Còn đây là phía cái cổng mình nè, cũng rất là sang trọng luôn. Đó, trồng bông trồng hoa để trên luôn ha. Đó. Đây còn nhà cửa khu vực này nè, rất là đông đúc. Thì mẫu cũng giống nhau không, có xe ô tô đậu kế bên luôn. Đó, đường thì 4m, xe ô tô về tới vị trí nhà, cách đường lộ nhựa 925 chỉ 150m. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu quan tâm thì liên hệ số điện thoại để mời quý cô chú anh chị em đi coi ha, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi vị trí và đường đi, rồi coi trong nhà. Khi dự ý gặp chủ cái mình thương lượng mình mua bán luôn, trực tiếp gặp chủ. Đó, quay về hướng Tây Bắc thì hướng này là Tây Bắc ha. Ở thôn quê rất là yên tĩnh luôn, vùng gian trung tâm thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 10km là tới trung tâm thành phố Cần Thơ rồi. Còn đi chợ đồ này kia thì ra đường 925 có 150m thì cũng đầy đủ tiện ích. Còn nếu mà đi chợ số 10 ha, chợ Cái Răng khoảng 5 km, nếu mà đi chợ Cái Răng chắc cả 5-6 km ha, để chạy cái đường đi ra cho quý chú anh chị em xem luôn. Đây là phía ngoài của căn nhà ha, bên vách bên hông, nhà rất đẹp, rất là sang trọng luôn, giá dưới 2 tỷ. Nếu quý cô chú anh chị em nào giá dưới 2 tỷ tham khảo phân khúc nhà này ha, giá chỉ có 1 tỷ 970, 1 tỷ 970 là sở hữu nha. Đây là xe du lịch đậu. Đường đi ra nhà cửa cũng rất là đông đúc.
Đó, đường này còn đi thông vô trong nhiều chứ trong đó, còn hướng này sẽ đi ra ra đường 925 ra chợ này. Đường này là đường 4 mét đang chuẩn bị làm đổ bê tông luôn. Mới đổ đá bụi cũng rất là sạch sẽ luôn. Xây cuốn lên chuẩn bị đổ bê tông nè. Rẽ về hướng bên trái ra tới ngã ba đường 925, rẽ bên trái thì là về chợ Cái Chanh khoảng 2 km, rẽ ra bên phải thì ra quốc lộ trạm thu phí đường lộ quốc lộ 1A dẫn lên cầu Cần Thơ thì chợ số 10 thì khoảng 800 m. Ra đây là xe tải 8 tấn chạy thoải mái luôn, không xe container đồ chạy thoải mái. Wow, bóng kèn trên tiếng vừa tải. Rồi, cảm ơn quý vị trên kênh đã xem, xin chào, hẹn gặp lại những video sau. Đây là tới chợ số 10 rồi nè. Bệnh viện số 10 đồ đầy đủ, chỉ rõ trường tổng thôi ha.